Mình tham quan phòng trưng bày lịch sử nhà Nguyễn 1802, Lê Trung Hưng 1592, Mạc 1527, Lê Sơ 1428, Trần 1225 và Đinh Tiền Lê 968, Đại La 618. Đây đồ cổ đây. Bàn đây toàn mảnh chân rồng, đây là đá thời đá này, đá này thời đất nung, toàn đất nung. Ngôi chữ nhật trang trí mặt này. Đinh Tiền Lê này. Về thời Đinh Tiền Lê. Đinh Tiền Lê này, đây đá. Đây là gạch in này. Gạch úp nóc tạo hình. Đây là âm thân hình cầu này. Ấm thân hình cầu. Hình cầu. Đinh Tiền Lê đây, các đồ cổ, vật cổ đây của thời kiến trúc. Đây là gạch, gạch cổ. Đây là bình rượu, liễn. Đây là ngói, ngói mũi lá này, ngói thời Lý Trần này. Cổ. Ở đây. Đây đồ cổ này. Âu Bình Hoa. Đây. Đĩa nhỏ. Bát rồng và mây. Bát in nổi hình hai con rồng. Đây thời Lê Trung Hưng. Lê Trung Hưng đây thời Nguyễn. Thời Nguyễn thì cũng từ những năm thế kỷ thứ 19. Rất là nhiều cái phòng trưng bày đây này, đồ mảnh bát lớn này, mảnh bát và đĩa đây. Đây bát đĩa này, thầy xưa đã có sứ, làm bằng sứ đây. Làm bằng sứ. Đây các đồ cổ. Đây toàn là ngói, ngói chích thủy, ngói ống. Bây giờ cổ. Bây giờ lùi ra đây, hết rồi. Đây có cục pháo này. Súng thần công.